Xin chào bạn, chào mừng quay trở lại kênh của mình. Video này tôi sẽ hướng bạn là cách vào chữ Recording Mode của con máy Oppo Reno 4 Pro 5G này nhé. Đây là thiệu điện thoại Reno 4 Pro 5G. Để vào chữ Recording Mode thì đầu tiên ta sẽ tắt nguồn. Ta sử dụng phím giảm âm lượng này, Volume Down. Đè trước này, sau phím nguồn, và OK. Gọi lên logo, tắt hạ nút nguồn, vẫn giữ giảm âm lượng nhé. Nó sẽ nhảy vào chế độ Recording. Rồi, ta sẽ sử dụng cảm ứng, nếu bạn không sử dụng cảm ứng được, tăng giảm âm lượng để di chuyển này và nguồn để chọn nhé. Anh ít này, đây. Colored Recovery của máy này nó rất là đơn giản nhé. Dòng đầu tiên là các bạn cập nhật từ bộ nhớ này, thẻ nhớ, bộ nhớ trong. Thứ hai là các bạn update bằng Wi-Fi online ấy, và là các bạn WiFi data từ Rebot 5 hộp V1.2 nhé. Đây tôi sẽ Rebot này. OK. Nếu bạn không sử dụng cảm ứng, bạn sử dụng tăng giảm lượng và tắt nguồn nhé. Rồi, vừa rồi mình vừa dẫn bạn là cách thực hiện vào chế độ Recovery Mode của con máy Oppo Reno 4 Pro 5G. Chúc các bạn thành công. Còn nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình nhé.